Hello chị, em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả chị khách hàng thân yêu gần xa. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng cập nhật và giới thiệu cho chị bộ sưu tập những mẫu sedan hạng B, đó là Hyundai Accent đang có sẵn tại showroom nhà em An. Nhà em An hiện tại đang có khoảng 6 đến 7 mẫu Hyundai Accent, và mới nhất thì em An vừa về hai chiếc Accent số sàn. Đặc biệt có chiếc xe sau lưng em An 4 năm sử dụng, chạy mới có 32.000 km thôi. Đấy là điều đặc biệt mà em An muốn giới thiệu cho chị trong video ngày hôm nay. Anh chị quan tâm về những sản phẩm này thì hãy lên trực tiếp cả nhà em An, ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Bên kia thì là cơ sở gầm cao nhà em An rồi, em An cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Tất cả những xe em An bán ra thì đều cam kết tuyệt đối bằng văn bản, tuyệt đối không có xe đâm đụng, ngập nước, tai nạn, bổ máy cũng như là đại tu động cơ hộp số chị nhá. Đây là một chiếc xe đặc biệt này, mới về. Em này biển thành phố Hồ Chí Minh. Tên tư nhân, một chủ mua với từ đầu. Chiếc này của em An thì mua của một cái cô chú ở ngay Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh chị cho. Biển số thành phố Hồ Chí Minh này, một chủ đầu anh em mới thu mua về. Số sàn đây đấy, máy là zin đét luôn. Đây là một chiếc xe mà chưa dọn gì luôn nhá, chạy đúng 3.2. Thật ra là dòng Hyundai Accent mà ở bản số sàn, đặc biệt là bản bay này, để kiếm chiếc xe đi ít km nó rất là hiếm, bởi vì thường thường là chủ xe họ sẽ chạy dịch vụ rất là nhiều. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà còn nguyên bản, nó đẹp như vậy chị ạ. 2019 số sàn nhá, cam kết ô đô này, khung xương keo chỉ cột kèo nguyên bản. Em này của em An là bản bay, bản thiếu, sẽ là cụm đèn pha halogen thôi. Nhưng có một điều may mắn rằng bác chủ cũ, chú đã lên cho chị một bộ mâm rồi. Đây, anh chị có thể thấy là mâm đúc rồi. Thay vì mâm sắt thì em này đã là mâm đúc rồi. Và dàn lốp thì còn rất là dày nhá. Đây, bằng calamen quay lùi lại. Đây, chúng ta cùng nhìn lên phần lốp này. Đấy, còn rất là dày. Và đây là đết lốp này chị này. Tuần thứ 8 năm 2019, những cái mã tháng này còn mới tinh này. Anh chị thấy không ạ? Hiếm lắm, nên là em An rất là thích mua những cái sản phẩm mà nó đi ít như thế này. Thực sự là nó đáng đồng tiền đấy chị ạ. Anh chị bỏ tiền ra, chị mua được những cái sản phẩm chất lượng như này thì bản thân chị cũng sẽ là người hưởng lợi anh chị nhá. Bởi vì những cái sản phẩm 5 năm mà họ đi có hơn 3 vạn thì gần như là xe gia đình. Em này thì đây, anh chị có thể thấy là những cái táp bi hay ghế vô lăng phủ số còn mới tinh nhá. 34.000 km cho mẫu này. Đấy. Mới lắm anh chị ạ, mới lắm, ghế lì zin nguyên bản này. Đấy, củ số hay là những chi tiết vô lăng còn đẹp. Đấy. Thậm chí là cái phần ghế nó sẽ có hơi hiện tượng mốc mốc nhẹ một chút đấy chị không. Đây là xe mà vừa về em An để tạm ở đây thôi. 34.000 km chuẩn cho mẫu Hyundai Accent này, số sàn bản bay, bản thiếu đấy ạ, 2019. Xe đẹp chuẩn km, một chủ từ đầu. Đấy. Đây là kiếm những chiếc xe như này thì em An vẫn chấp nhận mua cao hơn một chút về để phục vụ cho chị. Đấy. Bởi vì để kiếm được một chiếc xe như này nó không có nhiều. Phải khẳng định chị là không có nhiều để mua đấy anh chị ạ. Đấy. Rất là may mắn. Và tầm tiền này thì bây giờ anh chị bỏ ra thì nó hợp lý vô cùng rồi. Có 325 triệu thôi. 325 cho một chiếc xe Accent này. Hợp lý đúng không anh chị? Đấy. Xe mới đi có mấy vạn rồi đây này. Calamen nhìn đây này. Đấy, những chiếc xe mà dịch vụ thì làm sao được cái xe nó đẹp như thế này. Thậm chí là đi gia đình thì bây giờ nhiều chủ xe họ đi cũng phải 6-70.000 rồi. Chứ đừng nói là 34.000. Đấy, bánh dự phòng còn chưa lăn nhá. Đấy, mọi thứ là nguyên bản ở trên chiếc Hyundai Accent này. Số sàn bản bay 2019 325 triệu. Em này thì vẫn có thể làm góp được cơ. Đấy, nên là anh chị cũng có thể cân nhắc. Nếu mà mình muốn góp em này, đây, dàn lốp đây. Tất cả đến lốp đấy, theo xe hết đây anh chị này. Đấy, nó hiếm là như vậy đấy. Nguyên bộ mâm này đã là khoảng 6 triệu rồi. Và chiếc này thì có cam hành trình trên rồi chị nhá, cam hành trình này. Đấy, cam hành trình này. Cam hành trình phía trên chân kính này, cam hành trình Việt Map này. Đấy, nên là anh chị về cũng không phải lên nữa. Và em xe này là có cam lùi tích hợp sẵn ở phần cam hành trình đó chị nhá. Đấy, có cam lùi rồi. Rồi tiếp tục là một chiếc Accent nữa, em này là số sàn bản đủ 2023. Đây, xe mới về đây. Bản đủ số sàn 2023 này chị này. Đấy, xe vừa về luôn chị nhá. Đấy, biển 68 Kiên Giang. Anh em vừa mang về đây, số sàn bản đủ. Hiện tại thì em An đang có 3 chiếc Accent số sàn và 4 chiếc Accent tự động, nên có 7 chiếc Accent. Đấy. Xe thì cũng đi có mấy ngàn cây này. Đến lốp này chị này, số sàn bản đủ 2023 chị. Đây. Ghế lì zin nguyên bản cho xe này. Xe đang chạy có 7.500 cây thôi. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị nào mà yêu xe đẹp thì lại lên gặp em An. 7.500 cây cho xe này. Số sàn bản đủ 2023. Tất cả đều là chất mộc nhất của chiếc xe. Đã lên lót sàn rồi. Đấy. Hyundai Accent số sàn bản đủ 2023. 7.500 cây số. Quá mới rồi đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị nào mà đang yêu xe đẹp thì không thể bỏ qua những cái sản phẩm vô cùng chất lượng như thế này. Và có một điều mà em An cũng sẽ chia sẻ với chị, đó là khi mà em An quay những xe như này thì nó sẽ là nguyên bản. Đây, như xe này thì em An sẽ phải cho anh em làm sơn ở đây nhá.
đấy, trong quá trình đi thì nhiều lúc là móc ra móc vào nó cọ quẹt, không thể làm tránh được đấy, phải làm sơn được chị ạ. Đấy, nên là đây là cái câu chuyện của một chiếc xe đã qua sử dụng, mặc dù đi ít thôi nhưng cái chuyện cọ quẹt sức sát là cái điều mà cũng rất là khó để tránh được. Mẫu này hiện tại nhà Yamaha đang chào bán là 409 triệu nha chị nhá, cho chiếc ASEAN số sàn mặt đủ 2023. Tiếp tục ở đây thì Yamaha đang có một chiếc xe đi mới có 7.700 cây thôi đấy, một chiếc ASEAN số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2023 màu trắng nguyên bản nha. Em này đi cũng 7.700 cây, 7.700 cây cho mẫu Hino ASEAN này, quá mới rồi. Đấy, về những cái sản phẩm đẹp để phục vụ anh chị, đây là hiện tại Yamaha đang có 7 chiếc ASEAN, dàn ASEAN rất là đồ sộ tại showroom đúng không ạ, đa dạng đủ tầm tiền để chị có thể là tiếp cận những sản phẩm nhà Yamaha. 7.700 cây cho mẫu Hino ASEAN này. Em này thì hiện tại với một chiếc xe đi ít hơn thì Yamaha đang có 2 chiếc 23 tự động tiêu chuẩn, giá nó lệch nhau 10 triệu, em này đang 468 triệu. Lưu ý là km mới chỉ là 7.700 cây thôi, nó rất là mới nhỉ. Đây đấy, tất cả mâm vỏ là theo xe chị em, 7.700 cây. $468 triệu, quá ít rồi đúng không chị. Thật ra là đi những chiếc xe này thì anh chị mua những xe này là gần như là xe mới rồi, nó khác gì xe mới đâu đúng không chị. Đấy, $468 triệu. Rồi chúng ta đi xuống dưới đây với em An với 3 chiếc ASEAN nữa. Đây, 3 chiếc ASEAN, em An đã có thêm 3 chiếc ASEAN. Và đây một chiếc nữa này. Đây, số tự động bản đặc biệt 2022 màu đỏ đây. Em này của em An thì đi 58.000 đấy, 22 nhưng mà đi 58.000 rồi, đúng không ạ? Đến em An thì chị sẽ mua được những cái sản phẩm nó đúng với giá trị chiếc xe. Dàn mâm này, dàn mâm vỏ là theo xe, bản đặc biệt sẽ là mâm 16 chị ạ. Mâm xám chì R16. Cửa sổ trời, ghế da zin nguyên bản và sẽ có ga tự động. Ở bản tiêu chuẩn thì sẽ không có ga tự động đâu. Em này của Yamaha thì hiện tại đang 458 triệu cho mẫu Hino ASEAN số tự động phiên bản đặc biệt ATH đấy ạ. Cửa sổ trời nhá. Hiện tại thì Yamaha đang có duy nhất một chiếc ASEAN số tự động phiên bản đặc biệt thôi. Và có 4 chiếc Hino ASEAN số tự động, tổng là 4 chiếc trong và 3 chiếc số sàn để chị mình có thể tham khảo. 458, chiếc này cũng đã có cam hành trình rồi, khám phí còn đến tháng 11 năm 2025 anh chị ạ. Hino ASEAN số tự động bản ATH 2022 458 triệu. Tiếp tục chúng ta vào đây với em An với ASEAN số sàn bản Bay 2022 đây. Em này là ASEAN số sàn bản Bay 2022, xe đang đi là 45.000 km. Nguyên bản xe đã lên ghế da, lên màn hình rồi. Đây là bản Bay, nó là cái mâm sắt này chị này. Đấy, em này 22 nhưng đi 45.000 rồi. Và đem 19 kia của Yamaha thì mới chạy có 34.000 thôi. Đấy là cái điều mà xe cũ là như vậy đúng không chị. Thế là mức giá khi mà anh chị nghe thấy thì nó không có chiếc xe nào mà tự nhiên mà rẻ đâu, tất cả nó sẽ có phải yếu tố hết. Em này đi 45.000, Yamaha đang chào bán là 375, và riêng chiếc này thì Yamaha đang điều chỉnh giảm giá cho chị còn 369 triệu. Đấy, các mẫu xe thì chị cứ lên xem xe thực tế rồi chúng ta thương lượng giá với nhau. Yamaha thì sẽ luôn có những mức giá còn yêu thương, còn thương lượng cho chị. Quan trọng nhất là anh chị bớt chút thời gian mình lên xem xe thực tế tại showroom để chúng ta thương lượng giá với nhau. Anh chị nhá, Yamaha luôn lắng nghe tất cả những mong muốn của anh chị để chúng ta có thể thương lượng giá với nhau rất dễ dàng. Xe đã lên màn hình cam lùi, ghế da zin. Ghế lì zin đã được thay bằng ghế da rồi. Về mưa thì cũng như là có đủ 375 còn 369 triệu chị ạ. Tiếp đây là một chiếc xe mà 23 nhưng đi 35.000 km, nên hiện tại em An để cho chị mức giá là 458 triệu. Đấy, rẻ hơn em đi 7.700 cây 10 triệu. Chị thích lấy mẫu nào chị lấy, 35.000, nên là chất xe này thì cũng còn khá là đẹp đấy chị ạ. Rất là đẹp luôn. 2023 số tự động phiên bản tiêu chuẩn. Xe này thì bên em đang dán tem rồi, tem niêm phong rồi. Đấy, tem niêm phong. Ok. Tất cả dàn vỏ nó vẫn là theo xe chị ạ. Xe đẹp lắm. 458 triệu đồng cho mẫu này. Em này thì so với em đi 7.700 cây thì em này đã lên được ghế da rồi.
Đấy, và ngân hàng đều hỗ trợ nhá. Riêng dàn ASEAN này nhà em ăn thì ngân hàng đều hỗ trợ trả góp hết. Anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 170, 180 triệu là anh chị có xe rồi. Ok rồi, đấy em này lên bộ ghế da đẹp. Chủ xe cũng đi rất là dữ nhá. Em này thì bác chủ xe bác ấy mới đăng ký sang biển vàng hồi cách đây được mấy tháng thôi. Có nghĩa là thời điểm trước là bác ấy để biển trắng, nhưng mà sau này thì công việc bác ấy linh hoạt nên là bác ấy muốn đăng ký thêm. Đấy, thì em ăn cũng không tiện hỏi, nhưng mà vấn đề là đổi biển vàng rồi nhưng mà km thì là nguyên bản nha chị. Giá là 458 triệu đồng. Đây là chiếc ASEAN cuối cùng mà em ăn đang có, đó là một chiếc xe số tự động phiên bản tiêu chuẩn 23. Điều đặc biệt đây là em xe mới chạy có 9.400 cây thôi, không khác gì xe mới chị, đúng 9.400 cây. Đấy, và mẫu xe này thì là sản xuất 22 và mức giá hiện tại đang là 439 triệu. Tất cả dàn lốp vẫn là theo xe. Đấy, đúng đồng hồ cho chị là 9.400 cây, không khác xe mới chị nhá. Đấy, chúng ta vào nội thất đi Calame. À, hơi chật một chút nên là em quay nó cũng không được đẹp lắm mà chị nhá, rất là mong chị thông cảm. À, giá bán hôm nay em ăn để cho chị là 439 triệu đồng. Ai chị cứ lên xem xe, lái thử, kiểm tra xe, em ăn sẽ có giá yêu thương nhất dành tặng cho tất cả anh chị khi mà mình lên showroom mình xem xe thực tế. Bốn ba chín nha chị nhá, 439 ạ. 439 cho chiếc Hyundai ASEAN số tự động phiên bản tiêu chuẩn 22 xin lỗi chị, 9.400 cây. Rồi, quá đẹp rồi. Đấy, trên đây là 7 mẫu à, 7 mẫu Hyundai ASEAN đang có sẵn tại showroom nhà bạn trong ngày hôm nay. Và chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì đừng ngần ngại lên trực tiếp showroom nhà bạn để xem xe. Một nữa thì em An cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em An. Giờ này thì xin kính chào và gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.